Không cho các đội bóng khác cơ hội, Man City đã quyết định sẽ cấp cho Pep Guardiola 100 triệu bảng để mua người trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Pep Guardiola, người được coi là một thiên tài bóng đá, giờ đây không chỉ có trong tay một đội hình đẳng cấp thế giới mà còn có thể mua thêm bất cứ cầu thủ nào muốn. Arsenal hay Liverpool chắc hẳn đang cảm thấy áp lực tăng lên từng ngày khi biết rằng cuộc đua vô địch lại càng khó khăn hơn khi Man City tiếp tục củng cố sức mạnh của mình. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man City đã chi ra 21 triệu bảng để mang về Savinho, một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, trong khi những đội bóng khác đều đã tiêu tốn hàng trăm triệu bảng để tìm kiếm sự bổ sung. Nhưng Pep Guardiola đã có một kế hoạch rõ ràng, ông hài lòng với đội hình hiện tại và không muốn vội vã. Với những người còn nghi ngờ về quyết định này, kết quả trên đã chứng minh Pep đúng. 3 trận thắng liên tiếp ở Premier League, ghi được 9 bàn thắng và không để thủng lưới. Nhưng đừng vội nghĩ rằng Man City sẽ dừng lại ở đó với 100 triệu bảng, sẵn sàng để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Guardiola có thể nhắm đến bất cứ mục tiêu nào. Điều này có nghĩa là gì cho phần còn lại của Premier League? Đơn giản thôi. Các đối thủ của Man City phải chuẩn bị cho một cuộc đua dài và khốc liệt hơn nữa. Những cái tên như Jamal Musiala của Bayern Munich hay Florian Wirtz của Bayer Leverkusen, hai trong số những tài năng sáng giá nhất của Bundesliga, đang nằm trong tầm ngắm của Guardiola, một trong hai hoặc thậm chí cả hai có thể xuất hiện tại Etihad vào tháng giêng tới. Và ai biết được, có thể còn nhiều hơn thế. Bạn có thể tự hỏi liệu Man City có thực sự cần những cầu thủ mới hay không với đội hình mạnh mẽ và sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải này. Có vẻ như Pep Guardiola đã có tất cả mọi thứ ông cần để tiếp tục thống trị giải đấu. Nhưng hãy nhớ rằng Guardiola luôn là một chiến lược gia, không thể đoán trước. Ông luôn nghĩ xa hơn, luôn tìm cách nâng cấp đội hình để đảm bảo Man City không chỉ giữ vững vị thế mà còn vượt qua mọi thử thách khi nhìn vào danh sách những cầu thủ mà Man City có thể nhắm đến. Điều này càng rõ ràng hơn, Florian Wirtz, người vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước với 11 bàn thắng và 12 kiến tạo, chắc chắn sẽ là một sự bổ sung đáng giá. Hay Jamal Musiala, cầu thủ trẻ đầy tài năng của Bayern Munich, người đã được coi là một mục tiêu trong mơ của Pep, nhưng việc chiêu mộ những ngôi sao này không phải là dễ dàng. Cả hai cầu thủ đều có những ràng buộc hợp đồng phức tạp và không dễ dàng rời bỏ câu lạc bộ hiện tại. Nhưng với 100 triệu bảng ở trong tay, Man City hoàn toàn có thể đàm phán và đưa ra những lời đề nghị không thể từ chối. Vậy điều này có nghĩa gì đối với các đội bóng như Arsenal hay Liverpool? Chắc chắn họ sẽ không thể ngồi yên mà xem Man City tiếp tục củng cố sức mạnh. Họ sẽ phải nỗ lực hơn bao giờ hết để không bị bỏ lại phía sau. Liverpool đã có một mùa hè mua sắm đầy bận rộn, nhưng với việc Man City chuẩn bị tăng tốc trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, liệu những nỗ lực đó có đủ để giúp họ vượt qua thử thách? Arsenal cũng đang xây dựng lại đội hình dưới thời Mikel Arteta, nhưng cuộc đua này chắc chắn sẽ không dễ dàng một chút nào. Có lẽ điều thú vị nhất là liệu Guardiola có thật sự cần chi tiêu số tiền khổng lồ này hay không. Trong suốt sự nghiệp của mình, Pep thường không thích tham gia vào các kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Lần cuối cùng Man City mua cầu thủ lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là Emerick Laporte vào tháng 1 năm 2018. Nhưng với việc mất đi Julian Alvarez, người đã chuyển tới Atletico Madrid và không còn nhiều phương án dự phòng cho Erling Haaland, Pep có thể cần thêm một hoặc hai cái tên mới để đảm bảo Man City không bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Trong khi các đối thủ khác đang nỗ lực để theo kịp, Man City lại đang đứng trước cơ hội làm chủ cuộc chơi một lần nữa. Và với 100 triệu bảng sẵn sàng để chi tiêu, không có gì là không thể cả. Pep Guardiola luôn nổi tiếng với khả năng biến hóa và chiến lược xuất sắc của mình. Và có vẻ như ông đang chuẩn bị cho một bước đi tiếp theo để đảm bảo Man City không chỉ là kẻ thống trị Premier League mà còn tiếp tục vươn cao tại Champions League.